Từ nay đến cuối năm 2023, lau dọn bàn thờ đúng 5 ngày này được tổ tiên ban lộc, tiền về như nước, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, theo quan niệm của thế giới tâm linh phương Đông, bàn thờ là nơi thể hiện của thần linh. Đây không chỉ là nơi để thờ cúng tổ tiên, mà còn là một trong những cái nơi giúp chúng ta thu hút thêm tài lộc, vận may và cái hồng phúc từ gia tiên. À, chính vì vậy, cái việc dọn dẹp ban thờ không phải là một cái công việc đơn giản. Hàng năm trước khi bước sang năm mới, thì các gia đình người Việt thường có một cái nghi lễ rất quan trọng, đó là để sửa bát hương, rút chân nhang và dọn dẹp ban thờ cho nó được sạch sẽ. Theo quan niệm Phật giáo thì gọi là lễ bao sái. Trong đó rút chân nhang và lau dọn bàn thờ vào cái thời điểm nào là cái điều mà không phải ai cũng biết để công việc được diễn ra suôn sẻ và mang lại cái may mắn bình an cho cả gia đình cũng như là để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. À, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang chuẩn nhất. Trong cái tháng 11 tháng 12 âm lịch, từ giờ đến cuối năm, giúp gia chủ thu hút cái vận may cũng như là chiêu dụ tài lộc cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, để chọn ra ngày tốt để rút chân nhang và lau dọn bàn thờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt nhất. Thì quý vị có thể mở cái trang trang 164 ấy thì có phần hứa chân quân ngọc học ký thì đây là một trong những cái cách chọn ngày tốt để chúng ta tiến hành gì? Rút chân nhang lo dọn bàn thờ cũng như là thực hiện các nghi lễ thờ cúng. Vậy thì đó là những ngày tốt nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, trước khi đi vào phần chọn ra ngày tốt để rút chân nhang lo dọn bàn thờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giải pháp của chuyên gia phong thủy xoay quanh cái việc là gì rút chân nhang và bao sái bàn thờ sao cho chuẩn nhất thứ nhất có nên tỉa chân nhang trên bàn thờ tổ tiên hay không à thưa quý vị không ít người có quan niệm rằng bát hương ngày càng đầy chân hương thậm chí là càng um tùm thì càng linh thiêng càng nhiều lộc lá họ không có cái thói quen rút tỉa chân nhang định kỳ mà để để chúng um tùm chân hương sau khi cắm lên thì nó xếp thành tầng tầng lớp lớp năm này qua năm khác Nói chung ấy cái cái việc đó thì nó chỉ là cái suy đoán, nó không hề có căn cứ. Nói chung ấy cái việc tỉa chân nhang là một trong những việc quan trọng nhất khi mà lau dọn bàn thờ. Cái việc để bát hương quá đầy không chỉ khiến cho bát hương bị rác, bàn thờ sẽ bị nhanh bị bụi bẩn mà còn tiềm ẩn những nguy cơ hỏa hoạn cao nếu mà không cẩn trọng. Theo các chuyên gia tâm linh ấy, thì cái việc không tỉa chân hương, để bát hương đầy khi thắp hương sẽ gì, nén hương tiếp theo sẽ không chạm vào được bát hương. Và sẽ được đè nén chân hương lên những cái chân hương trước Như vậy là không tốt Như vậy cái việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa à, Hơn nữa cái bát hương mà có chân hương cao Sẽ giống như một cái cột che mắt thần linh và gia tiên Cũng giống như chúng ta đang ngồi mà có vật gì đó cản mắt ở phía trước Sẽ cảm thấy là rất khó chịu và bức xúc à, Thứ hai là không nhất thiết phải đợi đến gần Tết Thì mới tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ à, Thưa quý vị, việc chọn ra ngày tốt Và những ngày phù hợp nhất để Tiến hành công việc tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ là hết sức cần thiết. Quý vị có thể chọn những ngày đẹp và định kỳ để chúng ta tiến hành công việc này. Cái việc tỉa chân nhang và rút chân hương vào lúc nào cho phù hợp? Cái việc tỉa chân nhang không nhất thiết phải đợi đến dịp ông công ông táo hay là gần Tết vì lo sợ phạm phải cái điều đại kỵ. Gia chủ hoàn toàn có thể chọn những ngày cắt lành trong năm để tiến hành rút bớt chân nhang miễn sao ấy thực hiện với cái tâm thành kính là được. Và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt này. Đó. nếu trong năm ở trên hương quá um tùm bất kỳ thời điểm nào thì chúng ta hoàn toàn có thể là chọn ra những ngày cắt lành nhất trong năm để tỉa cái điều này nó giúp tránh hỏa hoạn khi thắp hương hơn nữa nó chỉnh trang lại cái bát nhang được đẹp đẽ để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và đó là cái điều nên làm à, trong trường hợp không quá nhiều trên hương thì quý vị có thể để vào cái dịp cuối năm à, theo thể lệ cũ của người xưa Đấy. và cũng quý vị cũng nên xin phép cẩn cẩn trọng thì cũng không lo phạm vào những điều đại kỵ. Khi nào thấy bàn thờ trước được trang nghiêm, thanh tịnh thì nên lau dọn ngay. Đấy. hoặc là gì có thể đặt lịch bất kỳ để lau dọn bàn thờ chứ không nhất thiết phải để vào cái dịp cuối năm hoặc đến gần tết mới dọn. Nhiều nhà thắp hương hàng ngày nên cái bát hương nó nhanh đầy. cái việc tỉa trên hương có thể làm hàng tháng hoặc là hai ba tháng chúng ta có thể làm một lần để giữ mỹ quan, giúp cho bát hương và bàn thờ được sạch sẽ, sáng sủa hơn cái điều quan trọng là khi thực hiện cái việc này ấy, cần phải làm một cách thành tâm nghiêm túc để thể hiện cái lòng thành kính với các bậc thần linh gia tiên. À, cái điều thứ ba quý vị cần quan tâm đó là rút chân hương như thế nào thì mới đúng cách. À, thưa quý vị thường thì trong nhà có hai bàn thờ đấy bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông công ông táo bàn thờ thần tài ấy, thì đều phải tỉa chân hương vào cái dịp nào mà khi thấy nó thì nó đầy đấy. trước khi rút chân hương thì quý vị nên chọn một ngày tốt lành phù hợp nhất với gia chủ. Sau đó thắp hương xin phép trước khi mà lau dọn, hoặc là gì, bao sái cái bàn thờ. Xin phép thần linh tổ tiên gia tiên cũng như là xin các vị chư Phật cho phép làm cái việc này. Sau khi lau dọn bàn thờ cẩn thận, tỉa hết chân hương ấy, rồi quý vị gì lau dọn bàn thờ sạch sẽ bằng nước thơm, hoặc là gì, nước hoa hồng, nước nước trầm vân vân. Tiếp theo đó là cắm chân hương cũ và bát hương. À, thông thường ấy thì người ta sẽ giữ lại những cái chân hương lẻ, có thể là ba chân hương hoặc là 5 chân hương, rồi cắm vào bát hương đúng cái vị trí cũ. Quý vị nên sắp xếp bát hương một cách đẩy đặn, ngay ngắn. Không nên để bát hương quá nhiều hoặc là gì, ít cho. Hoặc là để bát hương siêu vẹo. Số chân hương được tỉa sẽ gì đốt cùng với vàng mã, còn cho thì chúng ta đổ xuống sông hoặc là vùi vào gốc cây, vân vân. Quý vị nên chọn những cây to khỏe bởi cái cây non nớt thì cũng sẽ dễ bị gì, dễ bị chết. Tuyệt đối không được vứt chân hương hoặc các đồ thờ cúng khác vào những thùng rác hoặc những nơi ô uế thì đó sẽ là một cái điều đại kỵ trong tâm linh. À thưa quý vị, tiếp theo nội dung thứ tư mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là gì? Bao sái bát hương thế nào thì không phạm phải những cái điều đại kỵ. Thì trong quá trình bao sái bát hương ấy, thì chúng ta cũng cần phải tránh những cái điều đại kỵ và những cái sai lầm tuyệt mệnh sau đây. Thứ nhất là di chuyển bát hương tùy tiện. À, người xưa quan niệm rằng nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ dễ dẫn đến là gì? Tự chuyển hướng từ tốt sang xấu, gây ra xui xẻo cho cả gia chủ. Điều này cũng có nghĩa là gì? Cái lòng thành của các bạn sẽ không được thần linh chứng giám và gây ra những cái điều không may mắn và ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận thế của gia chủ. Vì vậy, lau dọn bàn thờ chúng ta nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm hoặc là di chuyển. Nếu có di chuyển thì phải làm đúng theo hướng dẫn quy trình về lau bát hương. Nếu mà có xe dịch ý, chút ít thì gia chủ cũng không nên quá lo sợ mà hãy cứ bình tĩnh mà làm. Nhưng không nên bê bát hương đặt ở vị trí ra chỗ khác để bao xoáy bàn thờ. Sau khi bao xoáy bàn thờ sạch sẽ thì quý vị hãy gì bày lại bài vị thần Phật gia tiên cũng như là bát hương ở vị trí cũ nếu hiện đang có ý định thay bát hương ấy, hoặc là tôn bát hương mới bốc lại bát hương ấy, thì vào dịp cuối năm này quý vị cũng có thể nên làm được à, thưa quý vị thì cái dịp cuối năm cũng là một cái dịp mà tốt lành để quý vị có thể kiểm tra lại bát hương nhà mình có linh hay không đó à, bát hương linh ứng nhất là phải đầy đủ các yếu tố như là gì đầu tiên là phải có thất bảo và thứ hai là phải có cho cốt và ngũ vị hương cũng như là gì những cái vật phẩm để chấn chỉnh bát hương nó được cắt lành nhất và trong cái dịp cuối năm ấy, để kiểm tra bát hương, nếu mà trong trường hợp quý vị muốn bốc lại bát hương hoặc là bát hương không có cốt mà quý vị muốn thêm cốt vào bát hương ấy thì cái dịp cuối năm này là cái dịp phù hợp nhất đó. Quý vị có thể sử dụng gì trong bát hương? Cái điều quan trọng nhất là cái thất bảo. Thất bảo là cái gì? Vật phẩm phong thủy để cho vào bát hương, để gì? Để nạp cốt cho bát hương. Khi mà bát hương được nạp cốt thất bảo nó sẽ gồm có 7 thứ đúng không ạ? Thì cái thất bảo là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là cái pháp khí nạp cốt tượng nạp phốt thần linh và nạp cốt bát hương. Đó nó gồm có bảy bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ nó bao gồm có gì vàng bạc mã não san hô đỏ ngọc trai hổ phách đúng không ạ à, cũng như là gì những cái vật phẩm cần thiết để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương cũng như là tôn cấp lập thờ lại thì cái dịp cuối năm quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói cốt thất bảo để nạp cốt cho bát hương cũng như là để, để, gia tăng thêm cái may mắn cho gia đình nhà mình khi bát hương mà được nạp cốt ấy, thì nó mới lưu giữ được linh khí lưu giữ được những lời nguyện cầu và được gì? tổ tiên thần linh chứng giám cho khi đó thì bàn thờ nó không còn bị lạnh lẽo nữa không còn bị các thế lực tà ma ngoại đạo nó xâm phạm đó nó sẽ bảo vệ cho gia chủ được bình an may mắn tài lộc dồi dào và đây là một cái vật phẩm chấn trạch giúp bàn thờ được hưng vượng con cháu trong nhà thì gì được viên mãn hạnh phúc cái dịp cuối năm nếu mà nhà quý vị mà bắt hương chưa có cốt ấy, thì quý vị hãy sử dụng cái cốt thất bảo để gì nạp cốt cho bát hương giúp cho bát hương được gì linh ứng hơn đó Bên cạnh cái gói cốt thất bảo thì trong thời gian nạp cốt bất hương ấy, quý vị cũng sẽ sử dụng cái gói gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài để nạp vào cho bát hương. Đó. Gạo vàng thần tài thì cũng là một cái vật phẩm chiêu tài cho bát hương. Thì quý vị có thể rắc cái gạo vàng thần tài vào cái ngày mùng 1 này, ngày rằm này và cái ngày mùng 10, đó là ngày lễ, lễ Phật đấy. Đó. Giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Đó. bên cạnh cái cốt thất bảo và gạo vàng thần tài thì quý vị cũng cần phải chuẩn bị thêm cái ngũ vị hương và cái cho nếp để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương lại cho được chuẩn chỉ nhất. À, thưa quý vị, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo cũng như là cái gạo bằng thần tài và thỉnh các đồ để bốc lại bát hương cho được chuẩn chỉ và hanh thông nhất. Thì khi quý vị liên hệ thì cũng sẽ được tư vấn kỹ càng về cái công việc bốc bát hương và những ngày tốt để lau dọn bàn thờ cuối năm, giúp gia chủ có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Đó. À, cái vật phẩm phong thủy như là cốt thất bảo cũng như là cái gạo bằng thần tài cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và khi thỉnh cái vật phẩm này quý vị sẽ có quy trình bốc lại bát hương và quy trình bốc bát hương để sao cho chuẩn chỉ nhất không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh cái dịp cuối năm là cái việc mà quý vị có thể là gì tiến hành cái công việc báo hiếu cho tổ tiên bằng cách bốc lại bát hương lau dọn ban thờ cũng như là gì nạp cốt cho bát hương để bát hương được gì linh ứng hơn và mang lại cái điều may mắn tài lộc cho gia chủ À, thưa quý vị vào dịp cuối năm cái việc tỉa và đổ chân hương sai cách thì nó cũng khiến cho gia chủ gặp nhiều cái trắc trở trong cuộc sống à, khi mà hương đầy thì người ta thường gì tỉa và đổ bớt chân hương cái việc này không hề đơn giản tỉa chân hương sai cách sẽ có thể khiến cho tài lộc bị tiêu tán à, cách đúng nhất là khi tỉa chân nhang chúng ta tuyệt đối không được lấy hết mà giữ lại ba chân nhang 5 chân nhang hoặc là 7 chân nhang Đó. đặc biệt không được vứt chân nhang bừa bãi vì người xưa quan niệm như thế sẽ bị tán tài tán lộc Chân hương tỉa ra thường được đốt cùng với tất cả vàng mã và cho cốt thì được thả xuống sông hoặc xuống hồ hoặc là gì bón cho cây không nên đổ lung tung. À, bên cạnh đó tuyệt đối không được bỏ chân nhang ở những cái nơi bẩn thỉu như là thùng rác bãi rác hoặc là gì những cái nơi mà ô uế thì chúng ta cũng không nên tiệt đổ chân nhang ở đó. Nếu làm như vậy sẽ phạm phải những điều xấu. Trường hợp bát hương đầy cho thì dùng thìa nhỏ xúc bớt ra đổ ra ngoài. Tối kỵ rút chân nhang theo từng nắm rồi thì cầm bát hương đổi cho một cách mửa bãi ra ngoài bởi theo quan niệm của người xưa ấy, là như vậy sẽ tán tài lau bát hương bằng cách giữ cố định bát hương lấy khăn tẩm nhúng rượu pha với rượu gừng ấy, hoặc là rượu ngũ bị hương hoặc là gì dùng nước thơm để lau cho sạch Đấy. nếu không biết à, về lễ thì cần nhờ những người hiểu biết về tâm linh làm cho nếu muốn mua bát hương mới hoặc là gì cần sắm sửa những cái vật phẩm phù hợp thì quý vị cũng cần phải liên hệ trực tiếp với đội ngũ phong thủy lộc tài bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 để được tư vấn về kích cỡ bát hương cũng như là các vật phẩm bốc bát hương cho được chuẩn chỉ và hanh thông nhất giúp quý vị có một năm bình an may mắn. Quý vị nên dùng cho nếp để lấy cho cho bát hương nhé chứ tuyệt đối không nên dùng cát vì cát chứa nhiều cái tạp khí nó sẽ không tốt khi việc thì cho cái việc bốc bát hương. À, khi đổ cho vào bát hương ấy, thì quý vị không cũng không nên lắc mà hay là lấy nén chặt mà nên đổ tự nhiên. Tôn bát hương thay bát hương thì bốc bát hương ấy, thì quý vị cũng cần phải dùng gì? Dùng rửa cái khăn sạch lau để rửa và nhúng vào cái rượu gừng rồi vẩy vào bát hương. Theo quan niệm dân gian, dùng thế để tẩy uế cho bát hương được thanh thanh bạch và sạch sẽ hơn. Đó. Đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương lau dọn bàn thờ vào cái dịp cuối năm. À, thưa quý vị, à, tiếp theo chương trình thì tử thông sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương lau dọn bàn thờ vào cái dịp cuối năm năm 2023 năm quý Mão thì từ giờ đến Tết tức là còn tháng 11 và tháng 12 lịch nữa thì tử thông sẽ chia sẻ về những ngày tốt trong tháng 11 và tháng 12 để quý vị tiến hành công việc này thưa quý vị để chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc lau dọn bàn thờ và bốc bát hương chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư và quý vị cũng sẽ mở cái trang 164, 164, 165 nó sẽ có cái cách chọn ra ngày tốt để quý vị tiến hành công việc bốc bát hương và lau dọn bàn thờ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tự chọn ra cho mình những ngày tốt đẹp nhất. thì ngoài cái ngày bốc bát hương ấy, thì cái quyển ngày tốt tuần thư còn có những cái ngày tốt trong tháng về cách chọn những ngày tốt trong tháng chi tiết về từng ngày như là ngày tốt mua xe nhập trạch động thổ, đúng không? ngày tốt khai trương, ngày tốt mua nhà xây nhà hoặc là gì bốc mộ an táng vân vân có đầy đủ tất cả các ngày tốt cho quý vị lựa chọn. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tự xem những ngày tốt lành nhất cho mình. À, thưa quý vị và chúng ta sử dụng quyển ngày tốt tuần thư để tìm ra ngày tốt để báo bắt hương nhé. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần hứa chân quân ngọc hợp ký để chúng ta tìm ra những ngày tốt đúng ạ? Về từng nghi lễ thờ cúng. Thì trong hứa chân quân có viết này, ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc thi nguyện, bái biểu thượng trương, làm chay có người được phúc, có kẻ thì bị tội vạ, có nhà cầu đảo mà sinh ra tai họa phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông hứa chân quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy rằng chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung cúng tổ tiên không biết chọn ngày trong thời vòng 60 lục thập hoa giáp trong tuần của các vị sao hoặc ở nhân gian hoặc ở địa phủ dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa vì thế ngày hứa chân quân mới chép rành rẽ ra quyển ngọc hạp cho các vị quốc sư đạo sĩ và nhân dân mỗi khi có việc tế tự cầu thần lễ phật đấy tránh những cái ngày thiên cách địa cách thần cách quỷ cách trong vòng 60 lục thập hoa giáp trong trung tuần ấy thì tự biết được sẽ tránh được những điều hung và mang lại cát lành và may mắn đó thì quý vị có thể tham khảo trang 164 nhé 164, 165 Để biết được cái hứa trong quân ngọc hồng ký Và biết được cách chọn ngày lành tháng tốt Để chúng ta tiến hành công việc Cho được thuận lợi và may mắn à, Thưa quý vị, cái dịp mà cuối năm Tức là tháng 11, tháng 12 lịch là cái dịp cuối năm Thì chúng ta sẽ có những ngày tốt sau đây Để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ Lau dọn bàn thờ, bao sái bàn thờ Tỉa chân nhang và gì bốc lại bát hương Cho được chuẩn chỉ và hay thông nhất à, Ngày tốt đầu tiên Nó sẽ rơi vào ngày 13 tháng 12 dương lịch Tức là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch nó rơi vào ngày Ất Tỵ đấy, nó là ngày thứ tư, ngày giữa tuần. Đó. Ngày tốt thứ hai là ngày thứ năm, tức là nó sẽ rơi vào ngày 28 tháng 12 dương lịch. Nó là ngày 16 tháng 11 âm lịch, nó là ngày canh thân, thì đây là ngày tốt thứ hai. Tiếp theo ngày tốt thứ ba trong tháng 11 âm lịch ấy, thì đó là ngày thứ hai. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 nó rơi vào đúng Tết dương lịch luôn ấy. Nó là ngày gì? 20 tháng 11 âm lịch là ngày Giáp Tý. Ngày tốt thứ tư thì đó là ngày gì? Ngày thứ sáu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 24 tháng 11, đó là ngày Mậu Thìn. Ngày tốt thứ năm nó rơi vào thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 dương lịch, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày Kỷ Tỵ. Ngày tốt thứ sáu trong tháng 11 đó là ngày thứ ba, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 28 tháng 11 năm 2023, đó là ngày Nhâm Thân đấy. Tiếp theo ngày tốt thứ bảy nó rơi vào ngày thứ tư, nó là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, Tức là rơi vào ngày 29 tháng 11, nó là ngày quý dậu. Đó là 7 ngày tốt trong cái tháng 11 âm lịch mà quý vị có thể tiến hành lau dọn bàn thờ. Đấy, cũng như là bao sái, tỉa chân nhang hoặc là gì, bốc lại bát hương. Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến cái tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch thì cũng có những ngày tốt sau đây để quý vị có thể tiến hành công việc lau dọn ban thờ hay là bốc bát hương. Ngày tốt đầu tiên nó là ngày thứ 5, Đó, nó rơi vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, tức là ngày gì? Ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, nó là ngày rất tốt đấy. Ngày tốt thứ hai thì nó là ngày thứ sáu, tức là nó sẽ rơi vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 là ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch. Nó sẽ là ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch năm 2024, nó là ngày ất hợi. Ngày tốt thứ ba nó rơi vào thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày mùng 6 tháng 12 âm lịch ấy, đó là ngày Kỳ mão. Ngày tốt thứ tư trong tháng 12 ấy, thì đó là ngày chủ nhật. Đấy, nó rơi vào ngày chủ nhật thì ngày này quý vị có thể sắp xếp thời gian để làm thì sẽ được gì chủ động và làm nó được gì chuẩn chỉ nhất đó là ngày 21 tháng 1 năm 2024, nó rơi vào ngày 11 tháng 12 âm lịch, đó là ngày giáp thân. Ngày tốt thứ năm nó rơi vào ngày thứ năm, ngày 25 tháng 1 năm 2024, tức là ngày gì? Ngày 15 tháng 12 là ngày Mậu Tý đấy. Ngày tốt thứ sáu nó rơi vào thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 16 tháng 12, nó là ngày Kỷ Sửu. Đó, ngày Kỷ Sửu nhá. Tiếp theo ngày tốt thứ bảy thì nó sẽ rơi vào ngày chủ nhật. Nó vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024, tức nó sẽ rơi vào ngày 25 tháng 12 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Ngày tốt thứ 8 nó là ngày thứ hai, nó rơi vào ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, tức là ngày 26 tháng 12 dương lịch là ngày kỷ hợi đấy, ngày kỷ hợi. Thì quý vị có thể chọn những ngày này. Đó. Tiếp theo ngày tốt thứ 9 nó rơi vào ngày thứ năm là ngày mùng 8 tháng 2 dương lịch năm 2024. Nó rơi vào ngày 29 tháng 12 ngày nhâm dần. Tiếp theo là ngày tốt thứ 10 thì nó rơi vào ngày thứ sáu ngày mùng 9 tháng 2 tức là nó sẽ rơi vào ngày 30 Tết, tức là ngày 30 tháng 12 dương lịch đồng quý mão. Như vậy nếu quý vị mà có nhiều công việc bận rộn mà không thể làm được những vào cái dịp là trước ông công táo ấy, thì quý vị có thể là chọn những ngày cuối năm như là ngày 26 tháng 10, 12, tức là ngày 26 tháng chạp hoặc là ngày 29 tháng chạp đúng không? Ngày 26 là ngày kỷ hợi này, ngày 29 tháng 12 là ngày nhâm dần và ngày 30 tháng 12 là ngày quý mão. Thì ba ngày này cũng là ba cái ngày cắt lành may mắn và quý vị có thể tỉa chân nhang hoặc là lau dọn ban thờ đấy nếu mà quý vị đi làm xa không có cái thời gian để chăm sóc ấy, thì quý vị có thể là về vào cái dịp này và việc bốc bát hương lau dọn chân nhang tiểu ban thờ trong những ngày này cũng vô cùng là các lợi về anh thông à thưa quý vị cái việc bốc bát hương và lau dọn ban thờ cuối năm là cái điều hết sức quan trọng thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái ban thờ được sạch sẽ được trang hoàng hơn khi mà chúng ta đón cái năm mới và Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho gia chủ, đặc biệt là những người muốn thành tâm tìm hiểu về cái việc chút nhân nhang, lau dọn bàn thờ cũng như bốc bát hương cuối năm làm sao cho đúng ý, để có được thêm cái tài lộc may mắn. Bát hương là nơi ngự giá của thần linh của tổ tiên trên bàn thờ, tuyệt đối không nên làm sơ sài kẻo rước họa vào thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.